nhỏ ấy. Hai to đây mà sao được rồi nhá. Máy rồi. Sau nỗ lực với chiêu cáo vượt trội của mình thì vận động viên Nguyễn Văn Nam đánh bóng không có lưới. Điểm số cho trường Cô Chu là 15-14. Và sau đó trường Cô Chu lại giành lại quyền phát bóng và điểm số vẫn là 15-15. Đập bóng tốt, trường Nguyễn Du giành lại quyền phát bóng, điểm số là 16-15. Bỏ bóng ra ngoài sân, điểm cho trường Nguyễn Du 17-15. Thành bóng không có lưới, đổi điểm cho trường Con Tum 16-17. Là được vọng nhá. Quay đuổi em mày. Hay lắm. Bỏ bóng tốt. Rồi, bắt chân trước vào đấy. Điểm cho trường Con Tum 17-0. Sắp thôi là đủ cáo rồi. Đập bóng tốt, đổi điểm cho trường Nguyễn Du 18-17. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hai đội dành nhau từng ly, từng điểm số 1. Biết chưa? Các cầu thủ tập trung rất là cao độ và một pha bỏ nhỏ rất hiểm hóc. Trường Nguyễn Du đã giành lại quyền phát bóng, điểm số là 19-18. Làm cho ra quả này không kịp vào từ tay. Chỉ cần lấy là một tí là có thể mất đi một điểm. Nó căng thẳng. Đấy. Được rồi. Được rồi. Và sau đó trường Con Tum đã giành lại quyền phát bóng và điểm số là 19-19. Một loạt điểm số đều nhau 16-17, 17-18 và bây giờ đang là 19-19. Đúng rồi. Bỏ bóng tốt, điểm cho trường Con Tum 20-19. Bỏ bóng tốt, đổi điểm cho trường Nguyễn Du 20-20. Đi nói là
thì lượng hình chi tí. Đầu vòng rất tốt, điểm cho trường Quang Trung 21-20. Liệu đội nào sẽ về 1-2 trước? Bắt đây! Thì vòng nguyên tự do và phát điểm trực tiếp 22-20. Đừng có nhường nhau. Đánh bóng không có lưới, đổi điểm cho Trương Quang Trung 21-22. Đi bóng về tự do, điểm cho Trương Quang Trung 23-21. Và tỷ số bây giờ đã chênh nhau 3 quả, chênh nhau 2 quả rồi. 2 quả nó thì hết, mà 2 quả nữa thì đều. Nhiều trường trung học phổ thông Nguyễn Du có làm gì không? Tay chạm lưới, điểm cho Trương Quang Trung 24-21. Chả vơ thua sách đâu. Đánh bóng không có lưới, đổi điểm cho Trương Quang Trung 22-24. Các bạn thấy vận chân các cổ động viên của trường trung học phổ thông Quang Trung rất là nhiệt tình. Đây là hiệp đấu đầu tiên phân thắng thuộc về trường trung học phổ thông Quang Trung với tỷ số 25-22. Trời ơi, Quang Trung bây giờ chỉ hai cô. Hôm nay cũng bắt là chỉnh bóng rồi. Điểm cho Trương Quang Trung 1-0. Bỏ bóng ra ngoài. Điểm cho Trương Quang Trung 2-0. Phát bóng ra ngoài thôi. Đội điểm cho Trương Quang Trung 1-2. Mình được mấy? Đất bóng ra ngoài. Điểm cho Trương Quang Trung 3-2. Một phần thưởng Quang Trung mà. Dành giải nhất học ở đây. Một vàng có tay và một cây cả bút. Bỏ bóng tốt. Đội điểm cho Trương Quang Trung 3-2. Đây là thành quả và nỗ lực của các thầy các cô giữa hai trường trong quá trình tập luyện. Chiều nào cũng thấy thầy cô Trương Nguyễn Trung và Trương Quang Trung tập luyện và hai đội xứng đáng vào chung kết. Có những pha bóng đã bỏ dở rất là hay. Và Trương Quang Trung giành lại quyền phát bóng. Điểm số là 4-3. Thủ rất tốt và đập bóng cũng hay. Lại một pha bỏ nhỏ của Nguyễn Văn Nam, một cầu thủ bỏ nhỏ rất là hay từ đầu trận đến giờ. Điểm số là 5-3. Bóng rồi.
bóng bằng chân của Thế Việt. Và đáp lại là một pha đập rất nhẹ nhàng, điểm số là 4-5. Quang Trung gì thắng hay? Chưa còn tiếng coi, đề nghị các cầu thủ tuân thủ tiếng coi của trọng tài. Khi chưa có coi thì không được. Bất cứ kết quả nào cả. Một pha được bỏ bóng rất là hay. Và điểm số lại là 5-5. Rất là kịch tính về mặt điểm số. 1-1, 2-2, 3-3. Tiếng mông hỏi 30 phút xong chưa? Mình thì tiếng mông đã đầu tiên hết. Đâu rồi, rửa tay. Cần bản thấy nói những cái câu mà ba nỗ lực thủ bóng không phải hỏi rồi ba điểm số đã mình vừa nói vừa trả lời luôn rồi đâu nữa 6-5 đây họp lần một cho cô chắc đây nói cháu là ông bổ hà ông đây một pha bỏ ra ngoài điều cho đội Nguyễn Du 7-5. Ban tổ chức chấm về mặt ý tưởng vẫn được nửa điểm. Một pha nhận bóng thành công đã giành lại quyền phát bóng và một điểm, điểm số đang là 6-7. Nghiêng về đường Nguyễn Du. Vậy là gì để biết đây? Thằng lắm. Là những gì cho các bạn rồi. Xong rồi chỉ có chép vô. Đập bóng tốt. Trời ơi. 8-6. Nguy hiểm quá. Nghe lời đi. Bố mẹ mong quan đi tỏ thì cũng mới tỉnh. Trời, em đây đi học phụ huynh cho con mà cô ở bên trên nói chi với phụ huynh ở dưới là nói chuyện tầm hơi. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho được Nguyễn Du. 9-6. Sao ta nói một câu là các cháu nó mới cấp trên lớp cả. Anh đủ rồi đã chơi anh. Và nỗ lực phát bóng rất là hay của cô Trung và đã giành lại quyền phát bóng nâng điểm số lên là 7-9. Giỏi nhỉ. Thì cô đi dạy thì cô đi đường bình nhưng mà cô ra chân thì cô rất là nhanh. Mãi đọc cái nhân xét. Phát bóng ra ngoài. Đội điểm cho đội bóng 10-7. Nhiều khi anh tưởng thật ra. Ngày mong không có lưới, đổi điểm cho Dương Quang Trung. 8-10. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho Dương Quang Trung. 9-10. Chỉ còn một điểm nữa là đều. Điều các cầu thủ của Dương Quang Trung có là một điều đó không? Vậy là phát bóng hỏng, phát bóng không có lưới và Đường Nguyễn Du giành được quyền phát bóng. Điểm số là 11-9. Tiếp. Đó cả năm nhá. Một pha bỏ bóng sâu của Thế Nam rất là hiểm hóc và đã giành lại quyền phát bóng. Điểm số là 10-11. Phát bóng đúng. Điểm số là 11 đi. Nó tăng cuối được cái đau rồi cho nó.
Bài còn không có lưới, câu lạc bộ tác giả của Tây Châu đã mang về một điểm cho đường Quang Trung 12-11. Bỏ một cá quay sớt, điểm cho đường Quang Trung 13-11. Vậy là trường Trung học phổ thông Nguyễn Du xin phép được hội ý lần 1. Đây là giải đấu đầu tiên công đoàn Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An tổ chức cho các trường ngoài công lập Sư Ai Huyền, Quỳnh Lưu và Diễn Châu. Và đây cho những vận động viên tập để chúng ta chọn ra những vận động viên xuất sắc nhất để tham gia đấu với huyện Quỳnh Lưu vào chiều thứ ba tuần sau. Ở thời gian hướng đi anh. Còn gì? Có nữa. Chúng là gà đánh lý đó. Và các cầu thủ đã tiếp tục trở lại sân để thi đấu hiệp thứ hai của trận chung kết. Điểm số đang nghiêng về trường Quang Trung 13-11. Đánh bóng hỏng, điểm cho trường Quang Trung 14-11. Pha bỏ bóng, nhận bóng thành công của trường Nguyễn Du và điểm số là 12-14. Cách đó không? Điểm cho đôi con đôi 15-12. Bỏ bóng tốt, điểm 17-12. Còn lớp nhà người ta chơi, đi ngang qua khung nghe cái đầu. Ở đâu? Tổng này người ta nằm đạp. Ngồi chơi điện thoại. Thằng vui chơi. Phát luôn. Bỏ bóng tốt. Đi trong mắt luôn nhá. Đổi điểm cho trường Nguyễn Du. 13. 17. Nói chơi gì vậy? Mãi. Không được nó ra phải cộng, phải cửa đó. Bạn cũng lắm luôn. Bỏ cái loạt đến ở cái đài đấy đó. Ừ. Nhất ra ra học thì dùng cái chó tư điện thoại. Đánh bóng không có lưới, đội điểm cho trường Quang Trung 18-13. Dù buồn thôi. Phát bóng tốt, điểm 19-13. Thầy như thế này á. Cái này
Thành Hoàng không có lưới. Điểm 20, 13. Tiêu đến năm lớp 11. Xin nghỉ á. Thành bóng tốt, đội điểm chất lên Nguyễn Dũng 14-20. Vậy là đã bỏ được con số 13 rồi. Kết quả ra điểm số là 21-14 liên về trường Con Trung. Chính vì là chúng ta ngồi yếu các anh ngồi thằng Bính còn lại là ngồi dưới này chuyển à đánh bóng chân qua lưới đổi điểm cho trường Nguyễn Du 21-15 cái đấy ông ngơ ngơ cả. 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 Cái đấy ông ngơ ngơ cả.